Hello, xin chào bạn. Em sẽ giới thiệu với các bạn về cái rotor của máy đánh bóng 9227C, máy đánh bóng của Makita. Và đây là cái hộp ngoài của nó nè. Và trên cái hộp này sẽ có thông số kỹ thuật. Nó sẽ cái máy đánh bóng này được sản xuất tại Nhật Bản. Cái rotor này được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Và trên đây nó sẽ có ký hiệu của cái máy đó. Mà cái rotor sử dụng cho là 9227C Makita. Và cái mã của cái rotor này là 5163087. Này, và đây là cái rotor của chúng ta. Thì bạn xem trên cái rotor này nè, nó sẽ có một bên bạc đạn đi kèm theo. Và bạc đạn này được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà cái phần lõi giữa nó được bằng cao su. Thì khi mà cái máy hoạt động liên tục á, thì phần cao su này không tạo được nhiệt nhiều, nên cái máy chúng ta là hoạt động rất là êm và không bị nóng máy nhiều. Và các bạn xem những cái phần đầu màu của cái rotor này rất là to, rất là dày và đậm màu cực kỳ. Thì đây là cái đồng nguyên chất nên sử dụng cái máy chúng ta hoạt động rất mạnh mẽ, cày nhiều, ok. Và cái những cái phần fan ra rất là đều nè, khía fan rất là đều. Và trên đây sẽ có những cái đường tiện này, những cái đường tiện này sẽ giúp chúng ta thể phân biệt được cái rotor thật và giả đó. Thì những cái dòng giả thì không có những đường tiện này. Và trên cái ổ gót này nè sẽ không bị cháy đen. Thì cháy đen thì chắc chắn nó đã sử dụng rồi. Cháy đen là khi mà cái này xoay cho than nó ăn vào đây, những cái fan nó sẽ ăn vào than tạo ra tia lửa điện sẽ cháy cái này, độ tạo ra tia lửa thôi. Và cái trục của bạn xem, đây là cái bánh răng rất là dày, dày như thế này thì mới có thể là ăn được, nó khớp vào nhau với cái nhông thì hoạt động cày nhiều mạnh nhiều thì không sao hết. Và các bạn rất là chắc chắn sẽ giúp quạt mát được cái rotor khi sử dụng nhiều. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về rotor của máy đánh bóng Makita 9227C. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thích mình, subscribe, dưới like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục nhiều video mình làm những video liên kết vụ kỳ chính hãng giúp các bạn tránh mua hàng giả nhé trên thị trường này. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.